Có một bác đã câu được một con cá con xinh xinh. Finally, he could do it. Oh, okay. See? Yeah, and he put the fish into the net. Hai bố mẹ kêu luôn. Yeah, you're doing great. Này trèo giỏi đấy nhỉ. Lần đầu tiên chúng mèo trèo đến tận cầu phao các bạn ạ. Bình thường chúng mình chỉ mon men cái kia thôi. Ôi quay phải đi, không có là đâm vào cầu đó. Quay đầu là bờ nào. Ok. Nhờ có rô ria mà chúng mình hôm nay ở đến hẳn trước Swan Lake, nhìn ở đang mặt trời đang lặn các bạn ạ. Quá đẹp luôn, dừng lại, làm sao mà dừng lại đây hay bạn ơi. Đẹp quá luôn. Quay mặt đây nào. Chúng mình đã đi được xa nhất trong những lần trèo thuyền đấy. Ôi đẹp quá luôn các bạn ơi. Đẹp quá luôn, chúng mình đang ở giữa trung tâm của đội thuyền Nga đây. Quá đẹp luôn ý. Chưa bao giờ mày thấy đẹp này đâu. Chưa bao giờ nhìn thấy.